Sáng ngày 26 tháng 1, trường Trung học phổ thông chuyên Sơn La đã tổ chức chương trình Tết yêu thương với nhiều hoạt động ý nghĩa và sôi nổi, thu hút sự tham gia của gần 1.200 học sinh và các thầy cô giáo trong toàn trường. Chương trình diễn ra với các hoạt động thi gói bánh trưng Tết trong không khí ấm cúng của mùa xuân. Các em học sinh và thầy cô giáo của trường đã tự tay gói hơn 500 chiếc bánh trưng để gửi tặng Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh và các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La ngoài ra còn có các hoạt động như viết thư pháp giao lưu trò chơi dân gian văn nghệ chào xuân do học sinh các khối lớp biểu diễn tạo nên không khí vui tươi sôi nổi trong học sinh trước khi nghỉ Tết động viên các em đón một cái Tết đầm ấm và an toàn bên gia đình nhân dịp này ban giám hiệu trường trung học phổ thông chuyên đã tặng 26 xuất quà khuyến học trị giá 10 triệu đồng cho các học sinh nghèo có thành tích học tập tốt cấp giấy chứng nhận cho 262 em đạt thành tích trong cuộc thi học sinh giỏi cấp trường và kỳ thi tiếng Anh trên internet.